Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Nhóm 4 đối tượng từ 19 đến 21 tuổi mua bán trái phép chất ma túy trong khu dân cư vừa bị Công an quận Thanh Khê phối hợp với Công an phường Chính Gián, thành phố Đà Nẵng triệt phá. Điều đáng nói, trong quá trình bắt giữ, một đối tượng đã nổ súng cố thủ, dùng dao chống trả lực lượng công an. Ập vào một căn nhà tại kiệt 77 Lê Độ, phường Chính Gián, tổ công tác bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 99 viên thuốc lắc, 27 gói ketamin, 2 gói ma túy tổng hợp có nhãn Charlie Green Tea và một số gói ma túy nước vui, một khẩu súng rulo, một dao tự chế, một bình xịt hơi cay. 18 đối tượng gây rối trật tự công cộng vừa bị Tòa Nhân dân thành phố Hải Dương đưa ra xét xử vào ngày hôm qua. Tối ngày 17 tháng 12 năm 2022, một nhóm khoảng 80 đối tượng chở nhau bằng xe máy, dàn hàng ngang trên nhiều tuyến phố, lạng lách đánh võng, bấm còi, vung dao, đinh ba, kiếm, vỏ chai bia, đe dọa người đi đường. Sau đó xảy ra hỗn chiến với một nhóm thanh niên khác do Đỗ Minh Hiếu cầm đầu. Hội đồng xét xử tuyên phạt Đỗ Minh Hiếu 36 tháng tù, các đối tượng còn lại bị tuyên phạt tù từ 18 đến 19 tháng tù cho hưởng án treo đến 32 tháng tù. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định vừa hoàn tất thủ tục bàn giao hai đối tượng bị bắt theo quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích, gồm Hoàng Trọng Hùng, 26 tuổi và Nguyễn Trọng Đạt, 32 tuổi, cùng chú thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, cho Công an thành phố Cẩm Phả để tiếp tục phục vụ cho công tác điều tra. Trước đó, nhận được thông tin từ Công an thành phố Cẩm Phả có hai đối tượng đang trốn truy nã trên đường vào Nam bằng xe ô tô khách, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh triển khai lực lượng phương tiện chốt chặn. Qua kiểm tra các xe ô tô khách trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn, đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện hai đối tượng khả nghi trên một ô tô khách chạy tuyến Bắc Nam nên đã tiến hành bắt giữ, đưa về trụ sở. Phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Văn Sĩ, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của Công an huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa là đối tượng Lê Văn Hùng, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại thôn Thành Giang, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Và đối tượng Trịnh Văn Đăng, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, bị Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 0692345860 hoặc 0692321667 và cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.